danh sách trận đấu qua xem thêm Cambodia Malaysia 16:36-12 Cambodia Malaysia Lai Việt Nam 19:36-12 Lai Việt Nam Everton Nga Senang 3:12 Everton Nga Senang Cabo Casine Giang Timor Leste 16:38-12 Giang Timor Leste Philippines Singapore 19:38-12 Philippines Singapore AFC 16:30 5:12 0-2 Timor Leste giờ 3 Phiti Quốc sút xa đang đa làm tường để Phiti Quốc thực hiện cú sút xa tìm đến đúng vị trí của thủ môn Pereira. Không được Timor Leste tổ chức phản công nhanh nhưng hàng thủ của Thái Lan đã kịp đưa về một lót. Không được xem video Supachok nỗ lực đi bóng xâm nhập vòng cấm nhưng thủ môn của Timor Leste đã kịp lao ra ôm gọn bóng. Xà ngang cứu thua Timor Leste xem video xà ngang vừa cứu cho Timor Leste một bàn thua sau pha bật cao đánh đầu của cầu thủ bên phía Thái Lan. Không vào xem video Thitipan dứt điểm chéo góc đưa bóng đi trệt cột dọc khung thành của Timor Leste. Đang đã bỏ lỡ cơ hội xem video Tristan Đỗ treo bóng khó chịu vào vòng cấm nhưng Đăng đã không thể thắng được thủ môn Timor Leste trong pha đánh đầu cận thành. Không được xem video Phiti Quốc chọc phe cực kỳ thông minh vào vòng cấm nhưng Bordin Danga đã khống chế bóng không tốt và để cơ hội trôi qua. 32 Supachok dứt điểm nhận bóng ở rìa vòng cấm, Supachok quyết định dứt điểm đi trệt cột dọc khung thành. 35 không được Bordin Danga văng xuống rất thoáng bên cánh phải nhưng đường truyền cuối cùng đã không tới được vị trí của Danga. 39 Danga đánh đầu từ quả tạt bên cánh phải, Danga vượt lên đánh đầu đi trệt cột dọc khung thành. 41 Danga dứt điểm Sarach treo bóng vào vòng cấm tìm đến vị trí của Danga nhưng tiền đạo này lại dứt điểm đi dọc xà ngang. 45 bù giờ hiệp 1 có 1 phút bù giờ. 45+1 hết hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Hiệp 2 bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về Thái Lan. 48 Pathompol sút xa cầu thủ vào sân thay người, Pathompol tung ra cú sút xa ở cự ly hơn 25m đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn bên phía Timor Leste. 51 vào 1-0 cho Thái Lan xem video từ quả tạt bên cánh phải, Pathompol khống chế và xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn Pereira mở tỷ số cho Thái Lan. 54 Viegas sút xa xem video pha phối hợp có nét đầu tiên của Timor Leste. Viegas băng lên dứt điểm từ tuyến 2 nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Chatchai. 57 Supachok dứt điểm xem video Supachok xoay sở ở rìa vòng cấm trước khi dứt điểm đưa bóng đến đúng vị trí của thủ môn bên phía Timor Leste. 60 Mao bỏ lỡ cơ hội xem video Gali chọc phe xé toan hàng thủ Thái Lan để Mao băng xuống dứt điểm nhưng Manumbi đã kịp lui về ngăn chặn kịp thời. 68 không được Supachok thực hiện đường chọc phe chơi Danga nhưng đội trưởng của Thái Lan đã khống chế bóng không tốt. 74 Sarach Thitipan đeo cầu thủ của Timor Leste phá bóng không dứt khoát tạo điều kiện cho Sarach băng lên dứt điểm từ tuyến 2 đi tệt khung thành. 77 Bi đánh đầu Sengideo Dana vớt tạt bóng điểm rơi vào vòng cấm và Manun Bi bật cao đánh đầu đi trệt khung thành. 81 vào 2-0 cho Thái Lan. Sengideo từ quả tạt tầm thấp bên cánh phải, Supachok ngã người bắt vô lê đập trúng người một hậu vệ bên phía Timor Leste đổi hướng trước khi đi vào lưới. 90 Pereira cứu thua. Sengideo thủ môn Pereira bay người cản phá cứu thua cho Timor Leste sau cú sút rất căng của Pathompol. 90 bù giờ. Sengideo hiệp 2 có 3 phút bù giờ. 90+3 hết giờ trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 cho Thái Lan. Đội hình xuất phát: Pereira, Băng Diệp, Gusmao, Viegas, Almeida, Frith Fernandes, Maugino, Gali Filomeno, Rufinho, Chatchai Narubadin, Manumbi, Kritsada, Tristan Đỗ, Sarach Thitipan, Supachok Phitiwat, Bordin Danga. Huấn luyện viên Polking tự tin trước trận đấu: chúng tôi đặt mục tiêu rõ ràng là phải mang cúp về nước. Tất nhiên chúng tôi biết rằng đương kim vô địch tuyển Việt Nam là một đội mạnh, nhưng Thái Lan có lịch sử rất tốt ở giải đấu này và chúng tôi đang có động lực. Các cầu thủ đang có thể lực rất tốt khi giải quốc nội đã thi đấu vài tháng, Polking cho biết trước trận ra quân. Với 7 cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2016, tuyển Thái Lan có đẳng cấp và kinh nghiệm vượt trội so với Timor Leste, đội bóng có tuổi đời còn rất trẻ. Huấn luyện viên người Rajingfa Bomakin cho biết, đội bóng của ông chỉ có tuổi đời trung bình 20, nhiều người còn rất thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Thái Lan quyết thắng đến với AFF Cup 2021. Thái Lan rất quyết tâm đòi lại vị thế số 1 Đông Nam Á khi thực hiện sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo cựu huấn luyện viên trưởng thành phố Hồ Chí Minh Mano Polking được bổ nhiệm thay thế Akira Nishino. Đội tuyển xứ sở Chùa Vàng cũng quyết định triệu tập đầy đủ binh hùng tướng mạnh, trong đó có bộ đôi thi đấu tại Ligu 1 là Chanakip Songkrasin, Dirathon Bermadan. Một thuận lợi nữa của Thái Lan là rơi vào bảng đấu giải thở cùng Philippines, Timor Leste, Singapore, Myanmar, và nếu không thể giành vị trí số 1, đó sẽ là thất bại với họ.